Anh yêu xem kìa. Ồ, ok, anh ấy đang bận xem tivi. Chúng ta sẽ xem nó mà không có ba của con. Boom. Động đất à. Này. Ồ, mẹ ơi, con sợ quá. Đừng sợ, anh cũng sợ nữa. Có vẻ như mình lại rớt bài thi lá UFO rồi. Chào, chúng tôi là gia đình Mitchell. Tôi tên là Tom. Đó là cách chúng tôi chào hỏi á. Chào hỏi nồng nhiệt ghê đó nha. Rất vui được gặp cô. Cái gì kia? Đừng động vào con à. Này, người trái đất, xin chào. Cô phải đi rồi đó. Nhớp nháp ghê quá đi. Mẹ ơi, chúng ta cho chị ấy ở lại nha. Con không muốn có cuốn con nữa đâu. Con muốn chị ấy à. Mẹ không biết nữa. Thật điên rồ. Đi mà mẹ nha. Ok, đến đây nào. Chị sẽ sống ở đây nha. Xin lỗi nha, chị không cố ý. Chắc có cuốn con còn tốt hơn nhiều. À mà, ba sẽ sửa lại được thôi. Hình như cô bé đi rồi. Đã đến lúc làm nhiệm vụ trái đất rồi đây. Xem kìa, chị ấy làm hỏng mọi thứ rồi. Để ba lo cho. Wow. Mình cần phải đưa công nghệ này về hành tinh thôi. Sao chúng ta vẫn chưa làm được cái này nhỉ? Nó thật tuyệt, đơn giản và chắc chắn nữa. Và đó là bộ tua vít tuyệt vời. Wow, ước gì tay mình cũng được vậy ha. Cậu ta làm sao thế nhỉ? Thôi kệ vậy. Ok, đây là phòng bí mật nè. Mình có lá cờ này. Mình sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên mình thấy con người và lấy nó để làm đồ kỷ niệm. Mình sẽ treo nó trong phòng. Họ nên biết mình tôn trọng nền văn minh và văn hóa ở đây. Thưa quý cô có muốn uống nước ở trái đất không? Tôi sẽ thử. Wow, chắc là cô ấy khác lắm. Cảm ơn nhiều nha, cậu thật tốt bụng mà. Không có gì. Tôi đi đây, có vài việc cần làm. Ok. Nếu như... Sao họ làm được vậy nhỉ? Xin lỗi nha, tôi thật hậu đậu. Mình bị ướt rồi. Passport đa năng của mình. Nó sẽ lấy lại. Nè, các bạn nghĩ tớ đến từ đâu hả? Mặt trăng, sao hỏa hay trôm trôm? Để lại đáp án dưới phần bình luận nha. Cảm ơn nhiều. Tớ nợ các cậu đó. Xem em có nhiều tạp chí người ngoài hành tinh không nè. Chị là người nổi tiếng ở đây đó. Wow, tuyệt nhỉ. Người ngoài hành tinh sẽ phá hủy trái đất. Sao tụi chị nghĩ đến nhỉ? Chị sẽ làm việc mà mọi người muốn. Chị sẽ lấy nút hủy diệt ra ngay. Không, khoan đã, chị cũng sẽ tiêu diệt em đó. Em tưởng chúng ta là bạn mà. Ok, vậy hãy làm hành tinh của chúng ta. Rồi lấy tên của em đặt tên cho nó nha. Nửa bán cầu đã làm xong rồi nè. Tô màu đi chị ơi. Ok. Wow, tuyệt. Treo nó lên nào. Đèn ngủ hành tinh ư? Mình thích nó lắm. Đó là cuốn cờ un cuôn sắc cuốn. Ok, đây là cái cây cờ ai cây. Đúng rồi. Đây là bạn chim. Chờ im chim. Em cần cái bàn. Hả? Được thôi, để chị làm cho. Chúng ta sẽ lấy chai nhựa, giấy màu và kéo. Tạo hình tên lửa. Xem nào, giờ tụi mình sẽ nhân đôi nó. Cầm đi em. Chị sẽ làm mặt bàn ngân hà. Xem nó đẹp không nè. Yeah, tuyệt quá đi à. Hãy đặt lên tên lửa của tụi mình đi. Em thích nó lắm. Chị cũng vậy đó. Kỳ diệu quá đi. Đã có bàn rồi đây nè. Mình là Huggy Wuggy. Mình thích ôm. Ồ, cái gì kia? Là Huggy Wuggy. Ok, bàn chiêu. Không, chị làm gì vậy? Để chị chỉnh lại cho. Chờ chị chút nha. Có chuyện gì vậy? Mình là con người. Này, cậu đẹp trai. Cậu là ai vậy? Còn cậu là ai? Xin lỗi. Hai người chồng. Quá nhiều rồi. Có vẻ như mình gây rối rồi đó. Mình sẽ quay ngược lại lúc đầu. Quay về quá khứ nào. Chị ơi, là đồ chơi hết ghê quá ghê. Tuyệt lắm. Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta nha.
Nào nào, hãy nhận lấy, đánh nè, cho chùa nha. Hãy cảm nhận sức mạnh của ta, vớ ở khắp mọi nơi trong nhà. Em mệt lắm rồi đó, em không thể chịu được nữa. Anh đừng có chơi game nữa nè. Tại em mà họ giết anh nè. Em sẽ lo đống vớ này. Ôi trời đất ơi, wow, đó là tình yêu mà người ta hay nói đó hả? Kẹo gì đây ta? Tuyệt, ngon ghê. Em mệt đống kẹo này rồi nha, cả game của anh nữa. Em phát chán mọi thứ rồi đó. Có vẻ như bộ xử lý của cô ấy bị quá tải. Mình sẽ sửa lại trước khi cô ấy phát nổ. Monica, bình tĩnh lại đi. Wow, đóng băng rồi kìa. Tuyệt, cảm ơn nhiều nha. Muốn chơi chung không? Ok. Không không, đừng có ăn nó mà. Nó là tay cầm, cô cần phải nhấn để chơi. Yeah, ok, tôi đang làm tốt đó chứ. Hình tròn, dấu chéo, đi xuống, đi lên. Yeah, yeah, tuyệt. Đây là ba lô của chị. Em cũng muốn có ba lô nữa. Từ cái này hả? Yeah, dễ thôi. Như này và như này. Xong rồi đó, em đeo thử đi. 3, 2, 1, đi. Này, bay đi. Ơ kìa, nè, nó không hoạt động. Oh yeah, là trọng lực. Nó hết năng lượng và được sạc bằng những nút like. Hãy bấm like cho video này để tụi mình bay lên nha. Và chúc các bạn vui vẻ. Wow, tuyệt lắm. Cảm ơn nhiều nha, các bạn là nhất. Wow, thật là mạnh mà. Mình cũng có thể làm một cái. Làm động cơ phản lực dễ mà. Bắt đầu nào. Chúng ta sẽ bỏ Mentos vào cola. Thí nghiệm lại mất kiểm soát rồi. Nhưng ít ra mọi người đều an toàn. Tom, anh biết phải làm gì rồi đó nha. Dọn đi ngay, Tom. Em bảo rồi, đây là giới hạn cuối cùng đó. Không, mình chỉ muốn tốt nhất thôi mà. Người trái đất thật kỳ lạ. Chúng ta có gì ở đây nè. Thứ này thật kỳ lạ nha. Dùng để làm gì vậy nhỉ? Thật thú vị. Xin lỗi, tôi đã không để ý cô. Cô sẽ có ích đó nha. Hãy giúp Nikki bé nhỏ môn thiên văn học ha. Được chứ, không vấn đề gì. Ok, cô dậy đi. Sách à, thật tầm thường quá đi. Thôi nào Nikki, chị sẽ dạy cho em. Chúng ta sẽ tải tất cả kiến thức, tất cả nền văn minh vào đầu của em. Phòng hờ thôi, giờ em thông minh rồi đó. Ok, sao rồi? Sẵn sàng rồi. Con biết số của Bi được không? Để xem cô ấy đã dạy gì cho con nào. Gì cơ? Hả? Cô làm hỏng con tôi rồi. Giờ thì con bé phải đến trường năng khiếu. Và chúng tôi không có tiền để chi trả cho việc đó. Tôi thấy không tốt chút nào. Nikki, con yêu à, con không sao chứ? Làm ơn, dừng lại đi. Đủ rồi. Không, có chuyện gì thế? Dừng lại đi mà. Cô đã làm gì thế hả, đồ ngốc? Con cần phải đi rửa mặt ngay. Mình đã làm gì sai cơ chứ? Mình đã rất cố gắng để tốt bụng mà. Mình nhớ nhà quá đi à. Và bạn của mình nữa. Chị ấy đang buồn kìa. Mình cần khiến chị ấy vui lên. Hãy sơn mấy cái đĩa nào. Ok. Chúng ta vẽ mắt nha. Như vậy nè. Nó sẽ trở thành người ngoài hành tinh. Tuyệt. Yeah. Có rất nhiều người muốn có vòng hoa như vậy. Nhưng chỉ có chúng ta có nó thôi. Đó là bạn chỉ chị ấy. Chắc chị ấy nhớ họ nhiều lắm. Ini mini, hành tinh Mui. Bắt tận tay con người nào. Wow, nơi này trông thật tuyệt nha. Yeah, và bên trong cũng tuyệt nữa đó. Thật là phi thường. Tuyệt lắm. Đập tay nào. Yeah, ok, đi đi. Xem kìa. Hài quá đi. Yeah, ba nói rồi rời đi. Không khí trong lành. Thật tuyệt khi thở trên trái đất mà. Xe của mình bị hỏng rồi. Cho tôi xem với nha. Nó bị hỏng rồi. Thì tôi vừa mới nói vậy mà. Để tôi sửa cho. Cảm ơn, cô tuyệt thật đó. Đây là đồ chơi yêu thích của tôi. Này, cái gì kia? Cái gì? Chim bồ câu. Sao nó lại ở đây nhỉ? Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi có thể nướng nó. Cảm ơn nha, tôi đang đói. Không có gì đâu, trông lạ quá nhỉ. Ok, tôi đi đây. Cậu đang nói gì vậy?
Kéo búa bao. Tuyệt, chơi lại đi. Ồ, mình nhận được tín hiệu. Ba ơi, mẹ ơi, chị Kylie bay đi rồi. Có chuyện gì vậy? Tạm biệt Kylie. Bye. Tạm biệt, cảm ơn mọi người vì tất cả nha. Tôi sẽ nhớ các bạn lắm. Em cũng sẽ nhớ chị nhiều. Thật ra em mang thai rồi nè. Ồ, có vẻ như em bé đang đạp đó. Gì cơ, bây giờ á? Đúng vậy, bây giờ. Con yêu, ngủ ngon nha. Giờ thì đi ngủ thôi. Anh thật là chu đáo. Em yêu, ngủ ngon. Này, để cho anh với. Ồ không, thôi mà, dừng lại đi. Hết chịu nổi rồi. Mình phải làm gì đó mới được. Mình nhớ là nó ở đây mà. Đây, tuyệt vời. Mấy cái quần này cô ấy cũng không mặc vừa nữa. Ghét tí ruột gấu bông. Xin lỗi bé Teddy nha. Được rồi. Em yêu, gối ôm cho bà bầu đây. Và anh mong em được ngủ ngon. Cái gì vậy? Này anh Thơm à, chân của ai đây? Rồi còn Teddy đâu? Kệ nó đi. Ngủ đi em. Em đói đến mức ăn được cả voi rồi. Anh Thơm, em yêu, cần gì nào? Đồ ăn, đồ ăn. Ồ, đúng rồi. Ồ, ngon quá đi. Cảm ơn anh vì bữa ăn nha. Dạ dạ, lương thực cho cửa hàng đây. Mình sẽ trở thành tỷ phú trước khi ra đời luôn. Này, cái gì đó? Xúc xích à? Thiệt luôn. Mi xong rồi nha. Quay lại nhanh. Đúng là hài vui thật. Ồ, em thấy không ổn cho lắm. Em à. Dạ, tuyệt quá đi. Trái, phải, nhanh nữa. Quả là cuộc đua thú vị. Thơm tia chớp lại dẫn đầu. Còn chút xíu nữa là cán đích rồi. Vào trạm dừng. Hả? Anh không định giúp cho em dọn dẹp sao? Em yêu, đừng có giận mà. Để anh dọn hết cho, em đừng lo ha. Như thế này. Làm cái gì thì tùy anh. Thắt dây vào. Cuộc đua tử thần đến đây. Tốc độ tối đa. Oh yeah. Anh có thể thành kỹ sư thiên tài đó. Anh đúng là thiên tài phát minh của em. Được rồi, hốt vào cây hốt rác hết đi. Giỏi quá, giờ anh rửa chén đi ha. Ờ thì, được được, để anh làm cho. Anh gắn cái bọt biển thôi. Không, bớt chơi lại đi. Mình lại cưới phải người chồng mê xem năm anh em siêu nhân. Mà chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa rồi. Đợi lâu quá đi mất. Thôi cứ xuyên tới tương lai thôi. Anh yêu à, đến giờ ăn trưa rồi nè. Ờ, được rồi, đừng lo. Để anh làm hết cho ha. Anh có súp nóng cho em này. Nó ngon lắm luôn á. Anh đang mỉa mai em đó hả? Đồ ăn trưa của em phải như thế này cơ. Giờ thì em sẽ chế biến chiếc bánh kẹp yêu thích của em. Thơm à, em sẽ cho anh biết công thức. Xuất sắc. Và còn kẹo dẻo. Em à, hay là xúc xích nữa. Đúng rồi, sao không chứ. Monica thật sự điên rồ. Em không định ăn nó chứ. Em phải ăn nó chứ. Kinh khủng quá đi. Vợ của mình đây sao? Chắc có ngày cô ấy ăn mình mất. Ngon quá đi à. Em no chưa, công chúa của anh? Tất nhiên rồi, cảm ơn anh yêu nha. Yêu em lắm. Cha cha, từ từ nào. Có gì đó xảy ra trong bụng mình. Thơm à, anh đến đây liền đi. Chuyện gì vậy hả em yêu? Đứa nhỏ cử động nè, anh nghe đi. 3, 4. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Đúng vậy, mình là siêu sao nhạc rock. Yeah. Anh không chắc nữa. Nhưng hình như em bé quẩy nhạc rock á.
em không điều khiển mình được, sao em lại nhảy như thế này? Anh không biết nữa, lạ thật. Đúng là nhịp điệu bắt tay. Nhảy nào bé gấu. Anh sợ rồi đó em yêu à, đừng nhảy nữa. Đợi đã, anh có ý này nè. Nếu như em bé muốn nhạc thì có nhạc ngay đây. Hình như mình hơi buồn ngủ rồi. Hình như có tác dụng rồi đó. Phải, hình như em bé ngủ rồi. Chào Monica, rất vui khi gặp cô. Lên ghế nằm đi. Em háo hức muốn biết em bé là trai hay gái quá. Là gì đó? Để xem nào. Tôi không thích mù kế này. Là ai? Trai hay gái vậy? Hồi nào? Là bé nào? Ba mẹ tự xem đi nha. Hả? Chúng tôi không hiểu. Hả? Mật khẩu sao? Hả? Mật khẩu à? Xin lỗi nha. Anh chị phải thích để mở khóa. Phần mềm này được thiết lập bởi Trum Trum Trick. Cả nhà ơi, làm ơn cả nhà hãy thích video này để cho chúng tôi có thể biết được giới tính của đứa bé nha. Khó chịu quá đi. Mang bầu thiệt là mệt mỏi. Cuối cùng cũng có. Chân mình bị sưng hết rồi mà còn đau nữa. Anh ơi, xoa bóp chân cho em đi. Hôn nhân luôn là sự thỏa hiệp. Em có thích hay không? Đúng rồi, em thích lắm. Đến lúc đi dạo cho khuây khỏa nào. Mém nữa quên mang giày vào rồi. Mình không mới tới dây giày. Anh đây em yêu. Em chuẩn bị sinh rồi à? Không, là dây giày. Để đó anh lo cho. Được rồi, xong xuôi. Cái lưng của tôi. Anh Tom. Đủ rồi đó em yêu. Anh có ý này. Hãy thay dây giày bằng dây thun. Và giờ em không cần phải cúi người nữa. Cảm ơn anh nha. Rất vui khi giúp được cho em. Đến lúc mình cũng nên đổi thành thứ gì thoải mái rồi. Em yêu à, đợi anh với. Đóng cửa rồi. Xin lỗi, sắp đến cô đúng không? Đúng vậy, nhưng đóng cửa rồi. Bụng tròn xinh quá. Tôi xoa có được không? Chúc mừng nha. Cảm ơn, mấy người này phiền quá. Tôi xoa tí nha. Bé đạp nè, dễ thương ghê. Đúng rồi, em bé đang cố đạp vào mặt của cô đó, tạm biệt. Cô có thai sao? Dễ cưng quá à. Mình chịu hết nổi rồi, mình muốn xử hết bọn họ luôn cho rồi. Cái gì đây? Nắp viết à? Quả là ý hay đây nha. Xin lỗi nha anh bạn. Yes. Bụng bầu sao? Ngón tay của mình. Được hơn rồi đó. Mình yêu K-pop, nhạc tuyệt nhất cho những người chưa ra đời. Ở đây thoải mái ghê. Chắc mình sẽ ở đây mãi luôn. Hay là mình nên ra ngoài hôm nay ta? Không được. Không muốn đâu. Không phải hôm nay. Cho thêm một ngày nữa đi. Đây là lần đầu tiên mình phải di chuyển. Hít thở đều thế nào. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Tôi đang thở đây, đang thở đây. Phiêu, hình như hết rồi. Thở, thở nào. Nè, lấy cái tay ra. Tôi biết múa võ đó nha. Nhận lấy nè. Anh chàng trong trường đây chuẩn bị đánh đau lắm đây. Hả? Không. Nhưng đến lúc ngừng mơ mộng mà bắt đầu hành động thôi. Hôm nay sẽ có một ngôi sao K-pop tỏa sáng trên bầu trời. Nè Internet, là Molly hài lòng với thật nhiều like và bình luận đi. Nhưng có vẻ như những người xem buổi phát trực tiếp của bạn ấy trên TikTok không công nhận tài năng của bạn. Cô bạn đang rất buồn. Bạn ấy không tin vào ước mơ của mình nữa. Đương nhiên, ba sẽ nghe thấy tiếng khóc cao như 4 quãng 8 của bạn. Nhiệm vụ chính của ba chính là làm cho ước mơ của con gái thành hiện thực. Giờ thì vấn đề chính là Molly phải nổi tiếng. Cảm nhận nhịp điệu đi Molly. Tiến lên vì ước mơ của cậu đi. Trong khi mẹ đang nấu bữa sáng, ba và Molly đang chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho video. Họ phải đánh lạc hướng mẹ bằng 3 cái trò cũ đích để lấy được trứng sống. Ba sẽ chắc chắn bị bầm ở lưng rồi. Rồi mẹ sẽ cố hết sức để cứu ông ấy. Ông ấy sẽ đi vật lý trị liệu hàng năm để chữa trị vào cuối tuần này mất thôi.
ba sẽ làm bất kể điều gì cho con gái mình. Thi trứng là dụng cụ cách âm tốt nhất. Họ chỉ cần sơn chúng lại và dán lên tường. Giờ thì thứ to thứ hai sau chiếc giường chính là studio, nơi mà những bản ghép toàn cầu ra đời. Molly cũng cần nuôi cảm hứng sáng tác tỏa sáng. Ba của cậu ấy là tuyệt nhất thế giới. Đương nhiên là sau ba của bạn rồi. Tất cả ngôi sao đều có tủ quần áo to chứa đầy bộ cánh lộng lẫy. Molly thật sự cần một chiếc, nhưng nó quá đắt so với điều kiện gia đình của bạn ấy. Vậy nên chính tay ba sẽ làm nó từ những đồ vật ông ấy có. Khẩu hiệu của ba là nghĩ ít, làm nhiều. Đương nhiên là ông ấy sẽ sơn nó bằng màu mà Molly thích. Ông tin rằng bạn ấy sẽ thích nó. Và thật sự bạn ấy rất thích. Bạn ấy yêu nó lắm. Ba nên tự hào về bản thân mình. Ông xứng đáng với điều đó. Giờ thì ngôi sao tương lai lại gặp vấn đề nữa. Bạn ấy sẽ chọn gì đây? Màu đen hay màu hồng? Viết ý kiến của bạn xuống dưới bình luận nha. Molly đang tản bộ để lấy nguồn cảm hứng. Những bài ca không tự nó viết lên. Nhưng dự báo thời tiết là ngoài trời chuẩn bị mưa to. Bạn ấy nên xem thời tiết trước chứ. Cơn mưa làm bạn ấy thấy buồn, nhưng không phải lúc này. Cô ấy cần phấn chấn lên. Dòng thông báo sáng rực từ Instagram được việc lắm nha. Tâm trạng thực sự mới là vấn đề chính. Bạn ấy thay đổi màu áp điện thoại. Nhưng bạn ấy không nên chạm vào đám mây nếu bạn không muốn ánh sáng lóe lên. Molly quyết định trèo lên chiếc giường khổng lồ thứ hai. Nhưng chuyện này không dễ dàng với chiều cao của bạn ấy. Nhưng lưng của ba lại rất tiện. Ý mình là để kê chân. Bạn ấy thậm chí còn không cởi giày. Ông ấy cần đi vật lý trị liệu thêm chuyến nữa để được điều trị. Và đây không phải là vấn đề duy nhất. Giờ Molly quá sợ nên không thể xuống được. Bạn ấy cũng sợ cả tấm đệm đỡ sẵn những chuyện xảy ra ở công viên khi bạn ấy bị bắt gặp trên máy bay. Dù ba cố gắng thế nào thì bạn ấy cũng không chịu nhảy xuống. Tay của ba sẽ đỡ, nhưng cũng giống như lưng thôi. Chúng không thể chịu quá lâu. Ba quyết định giúp cậu ấy thoát khỏi nỗi sợ bằng cách tự mình làm ví dụ. Quan sát và học cách làm nè. Có vẻ như không có gì xấu xảy ra cả. Nhưng cân nặng của ông ấy quá tải so với tấm đệm rồi. Ba giả vờ như ông ấy vẫn ổn. Nhưng người đàn ông thật thụ. Ông ấy thật dũng cảm, dám thừa nhận mình sai. Nhưng tốt hơn nên từ bỏ ý tưởng ngã xuống tấm đệm đi. Trượt là cách tốt nhất để đi xuống. Nó giúp quá trình này trở thành cuộc phiêu lưu thú vị. Giọng nói cũng giống như cơ vậy. Nó cần được đẩy mạnh. Dây của micro bó hẹp sự sáng tạo của bạn nhỏ. Bạn ấy cần nhiều không gian hơn. Có lẽ là ba có thể giúp được gì đó. Giải pháp quá đơn giản. Không có dây, không có vấn đề. Bạn ấy đi xung quanh với cái mic. Tưởng tượng như cảnh ở đấu trường Madison. Lại có chuyện nữa. Giờ thì cái mic không hoạt động rồi. Nhưng đây là chuyện tốt nha. Không ai sẽ nghe thấy giọng của bạn ấy nữa. Ba làm một chiếc vòng hoa rất đẹp để tạ lỗi. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô con gái tính khí thất thường này sẽ không để ông ấy yên. Cho nên từ bây giờ, bạn ấy muốn có cái mic ngay. Hãy cứ ngẩng cao đầu con yêu, tiến về chiến thắng thôi. Buổi tập diễn ra suôn sẻ trước sự chứng kiến của khán giả. Khán giả tốt nhất là người mà không rời buổi hòa nhạc và đòi hoàn tiền. Molly đỉnh của shop nhưng lại có bạn làm điều đó. Bài hát này có tên là Chiếc Sandwich Không Có Phô Mai. Khán giả của bạn ấy rất thích bản ballad buồn này. Bạn ấy mơ ước được ngã vào đám đông từ trên sân khấu. Là tâm điểm của sự chú ý thật sự rất tuyệt. Có vẻ như Molly quên mất đây chỉ là chuyện tưởng tượng thôi. Nhưng bạn ấy đang rất hạnh phúc, vậy là được. Ba nên tránh khỏi câu chuyện tự tưởng tượng của bạn ấy. Molly vừa đăng lên rằng bạn ấy là một ca sĩ trên TikTok. Và bạn ấy vừa nhận được lời mời. Lịch hẹn được đặt liên tục. Ai cũng cần ca sĩ tốt. Nhưng sự nổi tiếng của Molly thật sự rất lạ lùng. Bạn ấy cháy show rồi. Sự tài năng của bạn ấy vượt ra khỏi số lượng ngày trong tháng. Nhưng bạn ấy không thể từ chối buổi hòa nhạc ở nhà hát Opera Sydney. Molly đã xếp lịch mới để không phải từ chối ai. Nhưng có một ngày đã bị bỏ sót. Ngày nào nhỉ? Viết xuống phần bình luận nha. Điệu nhảy mới của Molly chắc hẳn rất hot trên TikTok. Và ba bạn ấy đang làm cocktail. Ông ấy xem công thức ở trên chương trình TV Buổi Sáng của Sido. Ông ấy lắc rất mạnh và giờ đá văng tung tóe quanh nhà. Một mảnh đã rơi vào thân của Molly. Bạn ấy không tập lại động tác. Mạng xã hội luôn thích trải nghiệm thực tế. Và ba quyết định đăng điệu nhảy kỳ lạ của con gái lên. Molly rất sợ hãi. Danh tiếng của bạn ấy sẽ tiêu tan hết. Bạn ấy sẽ không chịu nổi sự xấu hổ này. Và tất cả là lỗi của ba.
Nhưng có vẻ như điệu nhảy kỳ lạ ấy đã trở thành xu hướng mới toàn cầu. Có lẽ bạn ấy nên cảm ơn ba và xin lỗi ông ấy. Nhưng bạn ấy không muốn làm phiền ông. Khi mà Molly đang ở đỉnh cao, bạn ấy cần sản xuất thêm video mới. Cả thế giới sẽ xem điệu nhảy của Molly. Đến lúc mọi người nghe giọng hát tuyệt diệu của bạn ấy. Nhưng không có giá nhựa mic, bạn ấy sẽ luôn phải cầm mic. Và mọi người chỉ nghe được các từ rời rạc. Vì có một con ruồi to đùng đã làm ba sao nhãn. Lúc ấy ba đang giữ mic bằng cần câu. Buổi ghi hình bị phá hỏng tại vì con côn trùng ngu ngốc này. Ngôi sao nhỏ đối mặt với căng thẳng suy sụp đầu tiên. Được rồi, ít nhất thì lũ ruồi không thể làm phiền thêm nữa. Buổi tập giờ thật mệt mỏi. Molly đang cố hết sức mình. Điều xui xẻo nhất là mồ hôi đổ quá nhiều. Bạn ấy sợ mồ hôi sẽ làm hỏng đường dây. Giờ bạn ấy cần một cái lều trong phòng. Ba chỉ có thể giúp bằng tay với cây quạt thôi. Như vậy không đủ. Ba chuyển sang chế độ thổi mạnh nhất. Nhưng Molly phát sợ vì cái tay thứ ba của ông ấy. Ba cần làm bạn ấy sống lại. Và lần này họ có lều hay chưa? Có rồi, nhưng Molly không thích điều này. Ba quyết định cải thiện thiết kế thêm một chút. Ông ấy bắt đầu hiểu sở thích của con gái hơn rồi đó. Chế độ hết công suất. Chờ chút, Molly đâu rồi? Chỉ còn thấy mỗi quần áo thôi. Bạn ấy giờ dắt lên thiên đường rồi. Và bạn thậm chí còn không mang theo quần áo. Lau nước mắt đi nè, con ổn mà. Con chỉ đi tắm thôi à. Và ba gần như chấp nhận thất bại của mình. Bộ xương này là bạn của con. Molly mơ được tới buổi hòa nhạc của Blackpink. Nhưng vẫn chưa có dự kiến gì về buổi hòa nhạc ở thành phố này. Bạn ấy có thể tự làm buổi hòa nhạc với búp bê Blackpink vậy. Chúng chỉ cần sửa soạn một chút thôi. Các nghệ sĩ đã sẵn sàng. Đến lúc lên sân rồi. Bạn ấy sẽ làm được thôi. Xong. Đến lúc lên sân rồi các cô gái à. 3, 4. Ba đang trêu chọc bạn ấy. Ông ấy nghĩ Molly quá tuổi để chơi búp bê rồi. Nhưng bạn ấy sẽ quay video chương trình của búp bê. Có vẻ như ba đã thay đổi suy nghĩ rất nhanh. Ông ấy không ngừng chơi với những bạn búp bê ngầu đét này. Ca khúc đầu tiên của Molly được ghi và đăng tải online. Ba được thông báo đầu tiên. Nhưng bài hát vẫn chưa được ai like cả. Ba quyết định tặng cho cô công chúa nhỏ thật nhiều like. Giúp ông ấy với. Like video này đi làm ơn nha. Và Molly sẽ không buồn đâu. Ba like nhiều đến mức ông ấy làm vỡ màn hình bằng ngón tay. Đoán xem ai là quản lý buổi hòa nhạc của Molly. Người mặc bộ suit và luôn đặt niềm vui của bạn ấy lên đầu tiên. Wow, có lẽ ông ấy sắp xếp tour của bạn ấy với Blackpink. Này Molly, cậu thấy tổn thương à? Sao ba lại vui thế nhỉ? Bạn ấy biết đây là bóng đá. Ông ấy nên nói chuyện với nhân viên nhiều hơn và xem thể thao ít lại đi. Ba nhớ ra ông ấy còn một sở thích khác nữa. Đó là đồ ăn. Có vẻ như không có gì phá hỏng được buổi tối gia đình. Nhưng Molly cần đĩa để làm gì đó. Và họ không ăn trên bàn. Sao bạn ấy lại cần đĩa nhỉ? Bạn ấy mơ về giải thưởng album danh giá. Nhưng ước mơ về giải thưởng còn xa lắm. Sẽ nhanh hơn nếu tự làm đó. Bạn ấy là ngôi sao thật sự nha. Ba đang tìm chiếc đĩa bị đánh cắp bên nhà. Và ông ấy đang rất tức giận. Bạn ấy không cố ý làm ba nổi giận đâu. Molly nghĩ rằng đã đến lúc học cách tạo chữ ký. Mọi người trên phố sẽ sớm hỏi xin chữ ký mà thôi. Phải tạo dáng thật ngầu. Có lẽ là dáng như này hoặc như này. Bạn ấy thật sự rất nghiêm túc với nó. Nhưng kết quả vẫn đáng buồn lắm. Nhưng ít nhất bạn ấy có thể chơi XO. Thử lại nào, nguồn cảm hứng đến rồi. Bàn tay điệu nghệ đưa cây cọ lướt trên tấm vải. Nghệ sĩ của chúng mình đã rơi vào khủng hoảng sáng tạo đầu tiên. Bạn ấy đang rất hoảng loạn. Nhưng đột nhiên bạn ấy hiểu ra. Cách bạn ấy thể hiện chính là phong cách của bạn ấy. Đó chính là thứ bạn ấy muốn. Một ngày nào đó bức tranh này sẽ có giá hàng tỷ đô, không phải là tỷ đồng. Đúng vậy, bạn ấy nên dành nhiều thời gian cho môn toán. Bạn ấy cần viết bài hát. Thật tuyệt, bạn ấy chẳng thèm quan tâm về ý nghĩa cơ. Thôi không, bàn phím của bạn ấy hỏng rồi. Hoặc có lẽ điều ấy lại hay. Mình cũng không biết nữa. Không thể tin nổi, không ai có thể nghe được những lời ca này. Molly yêu cầu ba mình giải quyết những thứ đồ ngu ngốc làm cản trở cô ấy trở nên nổi tiếng. Giờ thì ba đang dọn đống hỗn độn này đi. Wow, thức ăn dính trên bàn phím nhiều quá à. Không bất ngờ lắm, vì giờ Molly còn không có cả đĩa nữa. Ba đang cố hết sức và gõ thật mạnh vào những nút đã được dán chặt. Nhưng ông ấy không muốn Molly buồn đâu. Nên ông đã nỗ lực và làm chiếc vòng cổ với tên nhóm nhạc yêu thích của bạn ấy. Nó thật sự đã kéo bạn ấy vượt qua chuyện bàn phím bị hỏng. Đến lúc ba phải đi rồi. Nhưng giờ bạn ấy biết bài hát kiểu nào khi mà thiếu các nút đây. Có vẻ như bạn ấy cần chọn những từ không chứa các chữ này. Molly đang khách rồ với poster của Blackpink.
Giá mà bạn ấy có thể làm một cái giống vậy với mình. Bạn ấy có ba hỗ trợ những việc như thế này. Đến lúc chụp ảnh thật ngầu rồi. Một chút dễ thương, một chút quyến rũ. Ông ấy cần phô ra được vẻ đẹp bên trong của Molly. Và bạn ấy khác biệt thế nào? Ba lại quay lại và tiếp đất bằng lưng của ông. Tấm poster nhìn lạ thật. Đôi mắt của Molly thật đặc biệt. Thậm chí rất rất đặc biệt. Có vẻ như ba đã chữa lợn lành thành lợn què rồi. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của Molly. Một sự kiện rất lớn. Khán giả đang hò hét tên của bạn ấy. Hoặc đây chỉ là bản ghi âm. Ba đang giữ những fan kích động ở dưới sân khấu. Khán giả khá đặc biệt. Chỉ là mẹ và đồ chơi của Molly. Nhưng họ đều thích nó. Ba mẹ đã sao lãng và quên mất rằng con gái yêu quý của họ đang trên sân khấu. Mẹ rất thích nhịp điệu này. Bà ấy thả hồn vào từng câu chữ. Bạn ấy làm thật tốt. Đúng là một ngôi sao K-pop thật thụ. Thậm chí đồ chơi cũng không ngồi yên và bắt đầu nhảy múa. Molly không còn là fan của Blackpink nữa. Kết thúc rồi. Ước mơ của bạn ấy đã thành hiện thực. Nên bạn ấy cần có ước mơ khác. Điện thoại đang kêu. Đó là Nick. Anh ấy mời Molly tham gia thử thách màu sắc. Thì sao mà bạn ấy từ chối được? Bắt đầu thế nào?